Ngoại đạo thì có một số họ chủ trương là Ahetuka Dithi là vô nhân kiến, tức là cho rằng không có nghiệp gì ở quá khứ mà tạo ra quả hiện tại, là vô nhân kiến, chữ nhân nó sẽ nghĩa như vậy. Còn Satharanahetu là biến hành nhân đó, ở đây là chỉ cho thập nhị nhân duyên, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc. Vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả, cứ như thế đó. Thì nhân đó gọi là Satharana, Satharanahetu. Còn ở đây nhân trong sáu khía cạnh của tâm thức á, thì nhân này được gọi là Samyutta Hetu. Samyutta Hetu là tương ưng nhân, hay là nhân tương ưng, nhân tương ưng. Bởi vì tham sân si nó hòa quyện, nó tương ưng với thọ tưởng hành thức bất thiện. Còn vô tham vô sân vô si thì nhân nó hòa hợp đồng sanh với pháp tình hảo, tâm tình hảo, tức là tâm thiện, tâm quả và tâm tố, là pháp vô ký tình hảo nói chung. Thì do vậy ở đây chúng ta có tất cả là sáu nhân, thì có ba nhân bất thiện và ba nhân tình hảo. Thì ở đây đó, có trong cái bài học của chúng ta có cái vấn đề như thế này, tức là chúng tôi thấy rằng là cái câu tựa tựa đề mà để là sáu nhân và tâm bất thiện đó, hay là sáu nhân và tâm dục giới tình hảo vân vân, thì chúng tôi đề nghị, bởi mình để sáu nhân là nó gồm có cả nhân thiện nhân bất thiện, người học nhiều khi không có phân biệt được cái họ nghĩ rằng sáu nhân này đối với cái tâm dục giới tình hảo hay tâm thiền tâm siêu thế cũng có sáu nhân. Cho nên chúng tôi đề nghị là tâm bất thiện và nhân tương ưng, hay nhân tương ưng và tâm bất thiện cũng được, tâm dục giới tịnh hảo và nhân tương ưng, tâm thiền diệu thế và nhân tương ưng, tâm siêu thế và nhân tương ưng. Có nghĩa là chúng ta muốn giới thiệu cái nhân tương ưng với cái tâm tâm đó. Thì như vậy chúng tôi đề nghị bỏ chữ sáu nhân và, mà chúng ta chỉ để là bất thiện và nhân tâm bất thiện và nhân tương ưng, tâm dục giới tịnh hảo nhân tương ưng thôi. Đó là chúng tôi có ý kiến một chút như vậy. Thì không biết là cái đó là tùy, bởi vì bài hôm nay soạn là do Thượng Tọa Giác Đẳng soạn, cho nên chúng tôi chỉ góp ý, nhưng mà sửa thì do Thượng Tọa Giác Đẳng quyết định. Và bây giờ thì xin mời cô Lâm và Nguyệt đọc cho chánh văn của bài học, sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy nha. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Giá Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thầy Siêu đã giảng nhập cho bài học. Dạ, bây giờ thì con xin được đọc phần nội dung bài học hôm nay, Giáo Trình Thắng Pháp, bài 63, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, phần 2, nhân hay thuốc. Chữ nhân hay tu có nghĩa là nguyên nhân, lý do hay căn cội. Sớ giải định nghĩa chữ nhân hay tu ở đây có nghĩa là
cội rễ. Có tất cả là sáu nhân. Một, nhân tham, lobha là sự dính mắc hay bám víu, tức là thuộc tánh tham. Hai, nhân sân, dosa là sự khó chịu, không vừa ý với cảnh, tức là thuộc tánh sân. Ba, nhân si, mosa là sự mê mờ, không nhận rõ sự thật, tức thuộc tánh si. 4. Nhân vô tham, alopha, là sự không dính mắc, buông xả, tức thuộc tánh vô tham. 5. Nhân vô sân, adosa, tức sự mát mẻ, hòa chịu đối với cảnh, tức thuộc tánh vô sân. 6. Nhân vô si, amoha, tức sự sáng suốt, thấy rõ sự thật, tức thuộc tánh trí tuệ. Chính sáu thuộc tánh trên tạo nên sự khác biệt to lớn của tâm thức trên phương diện tốt, xấu. Mặc dù ba nhân bất thiện tạo nên tâm bất thiện, nhưng ba nhân thiện không chỉ tạo nên tâm thiện, mà còn có ở tâm quả tịnh hảo và tâm di tác tịnh hảo. Ba nhân thiện trong sự hiện hữu và ảnh hưởng rất khác với ba nhân bất thiện. Nhân tham và nhân sân không đồng sanh trong một sát na tâm, nhưng nhân vô tham và nhân vô sân thì luôn luôn cùng có mặt với nhau. Nhân si luôn luôn hiện hữu trong tất cả tâm bất thiện. Ngược lại, nhân vô si thì không phải tâm thiện nào cũng có. Tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân là những tâm làm việc có tính cách máy móc. Những tâm này nói lên rất nhiều về quả bất thiện, qua bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Tuy giản dị nhưng là biểu thị của cái quả báo khổ to lớn của chúng sanh trong đời khi thiếu vắng hạnh phúc. Và bây giờ thì tiếp phần này của sư con xin đọc theo lời hướng dẫn của Thượng Tọa Đại Siêu. Tâm bất thiện và nhân tương ưng. Tâm tham luôn có nhân tham, tâm sân luôn có nhân sân. Tất cả tâm bất thiện đều có nhân si hay thuộc tánh si. Thuộc tánh si cũng có một ảnh hưởng to lớn khác trong vai trò của vô minh, avijja. Tâm dục giới tịnh hảo và nhân tương ưng. Tất cả tâm dục giới tịnh hảo đều luôn luôn có hai nhân vô tham và vô sân. Những tâm tịnh hảo, ly trí thì không có nhân vô si. Khi tâm quả dục giới tịnh hảo, ly trí làm việc tục sinh, thì chúng sanh ấy gọi là người nhị nhân, tức người không có căn bản trí tuệ, nên không thể đắc thiền hay đạo quả. Tâm ly trí trong đời sống hàng ngày của chư vị A-la-hán là một khía cạnh thú vị được Thắng Pháp đề cập đến. Tâm thiền hiệp thế và nhân tương ưng. Tất cả tâm thiền hiệp thế đều có đủ ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Sự có mặt của vô si hay trí tuệ trong tâm thiền, thứ tâm chủ yếu là định, là một điểm cần hiểu theo cách tính cách vĩ mô. Một vị tu tập tứ vô lượng tâm thì nhân vô sân trở nên nổi trội vì trở thành từ vô lượng tâm. Tâm siêu thế và sáu nhân tương ưng. Tâm siêu thế và nhân tương ưng cũng giống như các tâm thiền hiệp thế, tất cả tâm siêu thế đều luôn có đủ ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si. Riêng nhân vô si hay thuộc tánh trí tuệ trong tâm, các tâm siêu thế đóng vai trò rất đặc biệt vì đó là tuệ giác và cũng là một trong bát chi đạo. Ngữ và nghĩa. Từ ngữ nhân trong chữ Hán có nghĩa là nguyên nhân hay nguyên do, như chữ hay tú trong Phạn ngữ. Thế nhưng ở đây, chữ nhân không có nghĩa là pháp tạo quả, mà là pháp có ảnh hưởng sâu rộng, giống như trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, tất cả những ồn ào ảnh hưởng đều bắt nguồn từ những ứng cử viên.
nên cẩn thận. Phải cẩn thận với từ ngữ phủ định như vô tham, vô sân, vô si. Mặc dù cách dùng từ này tương đương theo nguyên gốc Phạn ngữ, vô tham không phải chỉ có vắng mặt của tham mà còn là sự ô nhiễm. Vô sân không phải chỉ vắng mặt sân mà còn là sự mát mẻ hoài diệu. Vô si không phải chỉ có sự vắng mặt của mê si mà còn là trí tuệ. Ngược lại, nhân si nên được hiểu là cái làm cho tâm thức mê mờ, chứ không phải chỉ là vắng mặt của trí tuệ. Hình ảnh minh họa. Bài hình ảnh ngày hôm nay là 6 nhân đối với tâm. Xin mời quý đại hữu vào trong link để theo dõi hình ảnh. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức phần 1. Năm thọ. Bài học tiếp theo sẽ là 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức phần 3, 14 chức năng. Nội dung bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa nhân đẳng từ bi thực hiện bài học. Cảm ơn Bích Thanh nha. Kính đảnh lễ thượng tọa thiền sư, đảnh lễ chư tôn đức, trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đang đi qua loạt bài nói về những khía cạnh quan trọng của tâm thức. Hai bài học trước chúng ta đã có dịp nói về cảm thọ, và bài học này chúng ta nói về nhân hệ tú. Những gì mà chúng ta sắp đề cập đến sau đây đó, có thể được nghe bởi những người không hiểu Phật pháp, hay là những người mà không có nhận thức rõ đó, nghĩ rằng đó là bài học của luân lý đạo đức. Ở trên thực tế thì bài học về 6 nhân tham sân si, vô tham, vô nhân, sân vô si, đơn thuần là một bài học về hiện tượng tự nhiên. Và cái nhìn về hiện tượng tự nhiên này, nếu chúng ta hiểu chính xác như là thắng pháp giảng giải đó, thì ở trong đó hé lộ ra rất nhiều điều đặc biệt là quan trọng và có ý nghĩa đối với cuộc sống. Nếu chúng ta nhìn có cái cách là cái bản chất nó đúng là như vậy, sự tự nhiên là như vậy. Hơn thế nữa, thưa quý vị, trước khi mà đi vào đề tài về nói về 6 nhân thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều rằng học thắng pháp qua cái nhìn vĩ mô, chúng ta biết được rằng tâm thức đó, nó là một sự một cái trạng thái mà ngoài cái sự nhận thức của tâm đối với cảnh, biết cảnh ra đó, nó còn hỗn hợp nhiều cái thuộc tánh, chúng ta gọi là Chetasika. Và những thuộc tánh này nó đóng nhiều cái vai trò. Thí dụ như chúng ta nói về năm thọ, ví dụ như chúng ta nói về bốn trưởng, hay hoặc giả là bài học này chúng ta nói về 6 nhân. Những điều này đều liên quan đến những thuộc tánh hết. Cũng như là quý Phật tử vào trong một ngôi chùa, thì ngôi chùa đó phải chỉ có vị trụ trì, mà còn có chư tăng ni, còn có Phật tử. Nếu chúng ta chính chung chung vậy, thì 5 vị, 10 vị, 20 vị, 30 vị. Nhưng mà rồi
nó tùy vào cái công việc, tùy vào phương diện. Ví dụ như cái việc bảo trì một ngôi chùa hàng ngày, việc cho viện cơ sở thì chúng ta có những ai là nổi bật, nhưng mà nói tới tổ chức tu học thì có những ai là nổi bật. Nói đến cái việc mà áp dụng những cái nghi thức thì có ai nổi bật, vân vân. Thì nó tùy vào trường hợp, tùy vào công việc, mà kêu chỉ chừng đó người. Thì thuộc tánh cũng vậy, thưa quý vị. Khi mà thuộc tánh nó đi với tâm á, thì chúng ta ban đầu thì chúng ta chỉ học những con số, và có nhiều khi quý vị phụ nữ rất là chán với những con số đó. Rồi điện bảo với bộng trường xin hậu khí Phật tử có nghe lời chưa hả? Chúng tôi hỏi quý vị nghe lời được chưa? Hôm nay cái đường nét ở đây nó có vấn đề chứ gì? Cái đường nét ở bên này nó có lúc mình gọi là có cơn, có lúc nó được, có lúc không được. Thì trong bài học này, khi mà chúng ta nói với nhân đó, thì một lần nữa chúng ta cũng nói đến vai trò của những cái thuộc tánh. Tâm nào thì nó cũng có nhiều thuộc tánh, như chúng ta biết là một cái tâm mùi lược nhất, một cái tâm đơn giản nhất như tâm nhãn thức, nhĩ thức vân vân, thì nó cũng có 7 thuộc tánh, gọi là thuộc tánh tờ tha biến hành. Thế nhưng ở trong số nhiều thuộc tánh đi với cái tâm đó, thì đặc biệt có 6 thuộc tánh. Mà những thuộc tánh này nó có cái tính cách ảnh hưởng như là đầu não. Dạ, cái tính cách ảnh hưởng đầu não. Cái ảnh hưởng đầu não này đó, nó lại chi phối rất nhiều phương diện trong cuộc sống. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong một cái làng hay trong một cái cộng đồng, mà nếu trong cái làng đó đó mà nó có vài ba nhân vật, những nhân vật gọi là chủ chốt, những nhân vật này nghiêng nặng về vấn đề kinh tế buôn bán, thì cái làng thịnh vượng về buôn bán. Cái làng đó chuyên về văn hóa thì thịnh vượng về văn hóa, mà cái làng đó hỏi về chuyên về chính trị vân vân thì nó nghiêng về chính trị. Thì những cái người gọi là người đầu não, có thể ở bên ngoài chúng ta không thấy, nhưng mà tất cả những cái hiện tượng mà được thấy ở bên ngoài, thứ vì nó bắt nguồn từ cái đầu não đó. Và đôi lúc cái đầu não đó nó không có nhiều, nó chỉ có 1, 2, 3 người. Thí dụ ở trong trường hợp này, Thắng Pháp nói rằng chỉ có 6 đầu não thôi. Dạ, 6 đầu não, nhưng mà chúng ta có thể chia làm 3, làm 2, mỗi bên 3 thì có bất thiện, một cái tình hảo. Thì sáu pháp này đó, nó lại có một cái ảnh hưởng rất là nhất định đối với toàn bộ tâm của chúng ta. Yeah. Đối với toàn bộ tâm thức. Thì sáu cái gọi là hê tú, là sáu cái nhân. Ở đây chúng có cái chữ rất là thú vị, là vì nào là người miền Nam á, miền Tây đó, thì người biết rằng chúng ta có một cái chữ để chỉ cho cái gọi là cái nhân. Yeah, nhân là ví dụ cái bánh nó có cái nhân ở giữa, như bánh tét là nhân đậu hay là nhân chuối, thì cái nhân cái nằm giữa.
Và cái nhân đó đó, nó nói là rất nhiều về cái bánh. Thì cái chỉ nhân ở đây đó, nó cũng đại loại, nó mang cái cách tương tự như vậy. Hồi nãy thằng Tổ Tiểu Siêu có chịu khó dẫn nhập về cái chỉ nhân được sử dụng nhiều cái nghĩa khác nhau. À, đúng ra thì chữ hê tú, và kể cả ở trong chữ Hán chữ nhân đó, thì nó là nguyên nhân hay là nguyên do. Và chúng ta nói đến một cái pháp mà có ảnh hưởng lớn đó, thì chúng tôi muốn quý vị hiểu là chỉ nhân ở tại đây đó, là cái đầu não, đó là cái pháp mà nó ảnh hưởng lớn, chứ đừng hiểu là nhân quả, nhân này tạo quả kia. Mặc dù chúng ta cũng dùng cái chữ hê tú hay chỉ nhân trong chữ Hán cũng tương tự như vậy. Thành ra nên nên hiểu rõ nghĩa. Ngài ở trong sớ giải thì gọi là Buddhattha. Buddhattha. Buddhattha gọi là căn cội hay là căn rễ, căn để, cái gốc. Từ đó mà nó phát ra. Từ đó phát ra. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hồi còn nhỏ đó, hồi chúng tôi còn nhỏ đi học hay là sống ở chùa đó, thì ở trong số vài ba mươi vị tăng hay là vài ba mươi học sinh đó, để có những cái nhóm, mà cái nhóm này nó lại có một cái sinh hoạt, ví dụ hay la cà hay chơi hay học vân vân, thì thường thường nó ở bên ngoài thì mình thấy là một nhóm 5 người, 7 người, mấy chục người, nhưng mà thật sự ở trong đó có một cái đầu tàu. Cái đầu tàu đó chúng ta gọi là đầu não. Có nhiều khi ở trong giang hồ gọi là đầu não. Thì cái người đầu não này là cái người mà nghĩ vẽ vời rồi chuyện này chuyện kia. Thì cái chỉ nhân ở đây, chỉ hệ tú, chúng ta cũng hiểu là như vậy. Thì có tất cả là 6 cái nhân. Và 6 nhân này đó, chúng ta đã từng có dịp học qua. Học qua rất là nhiều trường hợp. Học qua liên quan đến tâm bất thiện, tâm tịnh hảo. Chúng ta cũng học qua về các thuộc tính. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta trở lại lần nữa. Cái nhân đầu tiên gọi là lô pháp hay là nhân tham. Nhân tham căn bản là sự dính mắc. Căn bản là sự dính mắc. Lấy ví dụ như là quý vị có đứa con sai nó đi đâu đó, thì có đường đi và có điểm đến và có cái quy định về về việc trở về. Nhưng mà đứa nhỏ này nó tính thật là ham chơi, giờ ham chơi như vậy thành ra nó đi dọc đường đó. Thì nó tấp vào chỗ này, tấp vào chỗ kia. Và do chơi đó, nó làm công việc nó không có suôn sẻ, công việc trì trệ. Thì cái chỗ mà, cái tính cách mà tấp vào chỗ này, chỗ kia gọi là dính mắc á, cái đó gọi là lô pháp. Nó làm cho chúng ta vướng víu, dính mắc. Cái trạng thái vướng víu dính mắc này á, nó là một thực thể. Nó là một trạng thái bám víu. Bám víu. Và dĩ nhiên, là chúng ta tìm thấy rất là rõ là cái gì mà mình thích á, như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì chúng ta có cái tâm bám víu những thứ đó, nên cái đó gọi là tham. Cảnh tham. Đối lập với lại với nhân tham thì có nhân sân. Nhân sân tức là cái trạng thái khó chịu, không muốn cái sự có mặt của đối tượng đâu. Muốn hủy diệt đối tượng đó. Khó chịu, ví dụ như bây giờ chúng ta khó chịu một người nào đó, chúng ta khó chịu được cái cảnh nào đó, thì cái đó là sân. Và cái tham, cái sân này đó, nó nằm ở trong cái, nó có sự tương đồng về tỷ lệ. Ví dụ mình rất thích với cái này thì mình lại rất ghét với cái kia. Đó gọi là tham và sân. Và cái căn thứ ba, cái nhân thứ ba chúng ta gọi là nhân si. Si là cái gì mà làm cho cái tâm trí của chúng ta mê mờ, không thấy rõ. Cái sự mơ mờ này nó ngăn chặn cái tầm nhìn, ngăn chặn cái
cái sự nhận diện của chúng ta. Ví dụ như là mình lái xe, chúng ta đi được mà vị nào có lái xe thì biết rằng thỉnh thoảng có nhiều khi do cái thời tiết và do cái nhiệt độ nó không có đều, nên chúng ta có những cái hơi nước đóng ở trong kính xe, và nếu chúng ta không có quét sạch, chúng ta không lau sạch thì nó ngăn cái tầm nhìn của mình lại. Thì cái si là cái hơi mờ, nó làm cho con mắt chúng ta không có rõ, và tâm chúng ta không nhận thức tốt. Thì ngược lại với ba cái nhân tham sân si đó, thì chúng ta có nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Nếu quý vị nào đã nghe ở trong phần này, khi mà chúng ta nói về sự cẩn thận đó, thì cái nhân vô tham, nhân vô sân, vô si, mặc dù tới phương diện từ ngữ nó là phủ định từ, vô tham là không có tham, vô sân là không có sân, vô si là không có si, nhưng mà ở trên thực tế không tham, không sân, không si chưa đủ. Và bởi vì tâm vô nhân nó cũng không có tham, không có sân, không có si, nhưng mà cái không đó nó không đủ, mà chúng ta phải hiểu ngoài cái phủ định từ đó không có tham, nó còn có cái tính cách, cái tính cách là nó có một cái trạng thái tích cực, thí dụ như là gọi là vô nhiễm, không có dính mắc. Trong một cái bài học về tâm á, chúng tôi có một cái thí dụ là có một số cái lá cây nó có chất mà trong các nhà khoa học gọi là chất quark, chúng ta gọi là cái sáp thực vật, chất quark này đó, như lá sen chẳng hạn, do cái quark này đó khi mà nước mưa hay những nước khác rưới lên đó, thì nước nó đi qua thôi, nó không có giữ lại. Dạ, bị đầu mà ở nhà có lá sen hay là thỉnh thoảng đi hồ sen mới biết là một giọt mưa, giọt sương xuống thì nó không làm ướt lá sen, nó có thể động ở giữa lá, nhưng mà khi trời nắng lên nó tan đi, hay là ai nghiêng nó qua thì nó mất đi. Thì cái chất quát sách, ví dụ như là vô tham, nó khiến cho chúng ta không có bị dính mắc. Cái vô sân đó, nó là một cái chất liệu mà nó làm cho tâm mát mẻ. Nó làm cho tâm mát mẻ, ở tâm dễ chịu. Mát mẻ ở đây không phải là vì cảnh ở bên ngoài, không phải chỉ cảnh bên ngoài, để cảnh mà cảnh thuận dễ chịu, mà đôi khi là do sự tu tập. Thí dụ như vô sân đồng nghĩa với tâm từ. Một người mẹ có đủ cái bao dung tha thứ cho con, và cho dù con đã làm lỗi, nhưng mà sau đó thì đối xử với con vẫn mát mẻ. Hay là một người có tu tập thì gặp cái chuyện mà trái ý, không phải là lấy cái chuyện đó để làm cho mình bực bội, mình khó chịu, mình sân si, mà gặp chuyện thuận hay nghịch đó, thì mình vẫn giữ cái tâm ôn hòa được. Thì cái sự mát mẻ hòa chịu đó gọi là vô sân. Và cái vô sân này nếu mà tu tập thì nó trở thành một một cái hiện tượng chúng ta gọi là từ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là hiện tượng của, tức là một cái trạng thái rất là quan trọng ở trong thiền định. Và thứ vị chúng ta nói đến cái nhân thứ ba, nhân thứ sáu sau cùng gọi là vô si. Chữ vô si ở đây là không phải chỉ là sự vắng mặt của si mê, mà vô si ở đây còn có nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ này là cái khả năng biết có chiều sâu, biết có sự xuyên thấu, và biết một cái sâu xa. Ví dụ như người ta nói về cái thế giới, cái hình họa, hình ảnh của chúng ta thường là hai chiều, có hai chiều kích là trục trung và trục quanh, và nhưng mà rồi có những cái hình ảnh nó là ba chiều, là 3D, có chiều sâu. Rồi người ta nói đến có cái gọi là 4D, là bốn chiều, là chúng ta biết được sự việc đó không phải chỉ có trục trung, trục quanh hay có chiều sâu, mà nó còn có cái chiều kích của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và nói theo Phật học thì nó còn có cái chiều kích khác nữa đó, đó là cái tính kích nhân quả.
Dạ, để cái nhân quả, tương quan giữa nhân quả, ví dụ như là chư vị mà chứng tâm minh á, nhớ là tiền kiếp là một lẽ rồi, nhưng mà rồi bên cạnh nhớ những cái chuyện tiền kiếp thì đó là thấy được à, do nhân nào tạo ra quả nào, do cái nhân này sẽ ra đau khổ, nhân kia hạnh phúc, vân vân, thấy được cái nhân quả nó cũng là một chiều kích khác. Và cái thấy đó, đó là cũng phải là con mắt của trí tuệ. Dạ, con mắt thường của chúng ta thì nhiều lắm là mình thấy được 3D, thấy được hai chiều hoặc là 2D hay 3D, nhưng mà để thấy chiều kích của nhân quả của thời gian thì chúng ta cần đến trí tuệ. Hay hoặc giả là bình thường chúng ta đau bụng thì mình ôm bụng thôi. Dạ, nhưng mà nếu gặp một vị thầy thuốc á, thấy mình đau bụng thì vị đó biết cái nguyên nhân, dạ, nguyên nhân sâu xa, và chẳng những biết về cái nguyên nhân đau bụng mà còn biết được cái thuốc nào để uống, dạ, biết nào để uống. Trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, cũng một trang giấy, dạ, cũng một trang giấy, nhưng mà rồi có nhiều người đọc ở trong đó thì đọc là đọc chữ thôi, nhưng mà có nhiều người đọc một câu, một hàng nào đó, nó khởi sinh bao nhiêu là cái tư tưởng, bao nhiêu suy nghĩ, cái đó chúng ta đã liên quan đến trí tuệ. Và cái trí tuệ đó, nó lại là tinh túy của cuộc sống. Cái biết của tâm nó đã là tinh túy rồi, nhưng mà cái biết của tuệ đó, của trí đó, nó lại là một cái tinh trí đặc biệt khác. Và ngoài cái biết của tuệ ra đó, trong đời sống hàng ngày thì cái vô si, nếu mà nó nằm ở trong cái tâm siêu thế đó, như là tâm đạo siêu thế đó, thì nó còn có khả năng đoạn tận kiết sử và chứng tri được một cái trạng thái siêu thế là niết bàn. Đó là câu chuyện khác mà chúng ta sẽ đề cập. Nên chi sáu thuộc tánh này, vô tham, tham sẽ là tham sân si, vô tham, vô sân, vô si đó, tuy là nó là những thuộc tánh đó, nhưng mà nó lại trở thành những đầu não và những cái pháp mà có ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng nhiều đến đời sống nội tại, hay là ảnh hưởng nhiều đến cái tâm pháp, đời sống, ảnh hưởng đến danh pháp, ảnh hưởng đến đời sống nội tâm của chúng ta. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua một cái chúng ta bước qua một cái chi tiết khác, đó là nói về tâm và các nhân tương ứng. Tâm và các nhân tương ứng thì trước nhất là chúng ta nói về tâm vô nhân. Khi quý vị nghe tâm vô nhân rồi, có lần chúng tôi có nói, nhưng mà chúng tôi tu siêu thì chúng tôi không có khoan hỉ lắm, vì chưa thì nói theo cái cảm giác bình thường của người đó. Đôi khi như thì đoàn tuyệt siêu dạy, ví dụ thắng pháp quen, nó tâm vô nhân thì nghe nó bình thường, nhưng mà một cái người bên ngoài mà nghe nó chữ vô nhân thì giống như là vô nhân đạo. Vô nhân đạo, thành nhiều khi chúng tôi cũng nói, chúng tôi cũng phải thêm chỉ gì đó, nói là vì là hắn cười bằng tâm vô nhân nghe nó kỳ. Nhưng mà tùy theo mình quen thôi, quen hay không quen thôi. Thì ở đây có một số tâm mà không có sáu nhân này. Dạ, không có sáu nhân, tâm không sáu nhân là tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Dạ, quý vị gọi là tâm vô nhân cũng được, và quả thật là nó tâm không có sáu nhân, nhưng nó dài dòng, nó tâm vô nhân nó ngắn. Nhưng người nói tâm vô nhân thì nghĩa là đôi khi nặng đề, không có sao hết. Tùy, chúng ta ở trong lớp thắng pháp thì chúng ta có quyền tự do xài danh từ rất là chuyên môn. Thì những cái tâm này đó, nhưng chúng ta được biết rằng nó là việc có tính cách cơ năng là máy móc thôi, và nó không có cái bản chất gì gọi là thiện hay bất thiện. Giống như là bây giờ ở Mỹ này có hai đảng là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, ở tại trụ sở của đảng Dân Chủ, tại trụ sở đảng Cộng Hòa có những người mà làm công việc giống như bảo trì máy lạnh, hay là làm công việc sửa chữa cái building, hay là gác cổng, v.v. Thì khi chúng ta đi ngang á, thì chúng ta biết rằng những người đó họ chỉ làm công việc, nhưng không nhất thiết là những người làm việc trong cái trong một cái building như vậy là họ phải mang cái tính cách là phải là theo cái khuynh hướng đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, tại vì công việc của họ chỉ là công việc máy móc, công việc cơ năng. Thì tương tự như vậy, những cái tâm mà
không có tương ứng nhân này đó. Có thể là tâm ngũ sống thức, như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, hay hoặc giả là những cái tâm có tư cách môi giới giữa thế giới nội tại ngoại tại, như là tâm tiếp thu thông quan sát, khá ngũ môn, khá ý môn, hay là kể cả một thứ tâm rất là đặc biệt so với tất cả thứ tâm khác, đó là tâm sinh tiếu, cái cười bản năng của các vị A-la-hán thinh bậc. Thì ở tại đây đó, những cái tâm này nó không có cái nhân nào gọi là thiện, không có nhân nào trong sáu nhân này hết. Như vậy thì những cái tâm này gọi là tâm vô nhân. Vô nhân ở đây tức là không có sáu nhân đó. Cái vô nhân là chúng ta nói bên ngoài là vô nhân đạo, không phải vậy. Không phải là vô luân hay là vô nhân theo cách thị thường. Chúng ta gọi là tâm không có nhân. Bây giờ thì chúng ta lại đi vào một cái thế giới mà nó rất là rõ nét, đó là tâm bất thiện và sáu nhân. Trong tâm bất thiện đó, thì thưa quý vị, Thắng Pháp cho chúng ta biết nhiều cái khía cạnh rất là thú vị, riêng về gọi là bất thiện thì chúng ta nói là nhân là tham sân si. Do có tham sân si thì cái tâm đó mới gọi là tâm bất thiện, tức là có sự dính mắc, có cái sự chống đối, dính mắc với cảnh, chống đối với cảnh, và có sự mê mờ, chúng ta gọi là tham sân si. Thì bây giờ chúng ta nên hiểu một điều đó là những cái nhân này đó nó không có nhất thiết là chỉ có một, mà nó kỳ cơ nó có hai nhân. Và trong tâm bất thiện đó thì có một cái quy luật mà luôn luôn phải có, đó là tất cả 12 tâm bất thiện, hay là ba thứ tâm, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si đó, là tất cả những tâm này đều phải có cái thuộc tánh gọi là si. Thuộc tánh si tức là đều có nhân si, là cái sự vô minh mờ ám. Chúng ta lấy một cái ví dụ là ở trong một cái ngôi nhà có nhiều người, mà có họ có cái tính cách là có nhiều khi tham lam hay ăn cắp của hàng xóm, hay là sân hận, sân hận tức là hay gây gổ với hàng xóm. Thì dù có thật đi ăn cắp hay là sân hận đi nữa đó, thì nó đều có một cái, nó luôn luôn phải có một cái yếu tính. Cái yếu tính đó là phải có những cái người không có hiểu biết, hành động nông nổi, không có hiểu biết. Dạ, cái hành động không hiểu biết nó mới làm cái chuyện như vậy. Dạ, một cái người mà có hiểu biết thì không bao giờ muốn muốn xúc phạm hay là muốn đụng chạm với hàng xóm vì cái chuyện vô ích. Và do vậy cái đặc tính của cái tâm bất thiện đó là luôn luôn có cái nhân si ở trong cả 12 tâm bất thiện. Và có khi nhân si một mình, như ở trong trường hợp tâm si nghi hoặc hay là tâm si dao động, thì nó luôn luôn thuần si. Cách đây vài hôm thì Thượng Tọa Thừa Siêu có nói một việc, đó là thường thường nghe nói tham sân si thì ai cũng nghĩ là cái si nặng, nhưng mà trên phương diện Thắng Pháp thì cái thuộc tánh si nó rất là nặng, nhưng mà cái tâm si thì nó là nhẹ hơn tâm tham tâm sân. Dạ, tại vì cái tâm si thì nó chỉ có thuộc tánh si thôi, nhưng mà trong tâm tham tâm sân thì nó có cả thuộc tánh si với tham, hay si đi với sân. Tại ra nếu mà Thắng Pháp thì cái tâm si tương đối nhẹ hơn là tâm tham tâm sân, nhưng mà thuộc tánh si thì rất là nặng. Dạ, cái này là một điểm thú vị mà chúng ta khi học chúng ta phải để ý. Thì thưa quý vị, lát nữa khi mà chúng ta nói về những cái tâm tình thảo đó, thì trong tâm tình thảo hai cái thuộc tánh luôn luôn có mặt, đó là vô tham vô sân. Không có cái tâm tình thảo nào mà hai cái thuộc tánh vô tham vô sân mà không có mặt. Nhưng mà ở trong tâm bất thiện đó, thì hai cái thuộc tánh tham và sân đó, nó là đối lập với nhau, nó không thể có mặt được và chung được.
tức là có tham không có sân, có sân không có tham. Điểm này là điểm rất là thú vị. Có tham không có sân, có sân thì không có tham. Lúc sân khởi tâm tham thì không có thuộc tánh sân, lúc sân khởi tâm sân thì không có thuộc tánh tham. Ở trong tâm bất thiện là như vậy. Thì có cái sự tương hợp với sáu nhân này nên ba cái thứ tâm nó được rõ nét, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà khi nói đến tâm tịnh hảo thì thưa quý vị, chúng ta không có chia ra ba cái tâm mà nó tương ứng, là ví dụ mình không có tâm tịnh hảo có tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si. Đây là một điểm nó khác biệt giữa cái tâm bất thiện và tâm tịnh hảo. Thì tại sao ở trong thắng pháp mà chúng ta thường thấy là có chữ tịnh hảo thay vì chúng ta nói tâm thiện? Thiện thì đối lập với tâm bất thiện, tâm thiện là đủ, tại vì tâm tịnh hảo là hiếu tâm tốt, và cái tốt ở đây nó không đơn thuần là đối lập với tâm bất thiện, nó có thể là tâm quả thiện, có thể là tâm duy tác hay tâm của vị a la hán. Thành ra chúng ta gọi chữ tịnh hảo là tốt, tốt nhưng mà nó không có mang cái chất tạo quả. Và tốt mà chúng ta gọi là vô thưởng vô phạt, ví dụ như là ở trong xã hội có cái thành phần tốt, người thành phần này chuyên môn làm việc này việc kia để đóng góp cái tốt cho xã hội, nhưng mà có những thành phần tốt á, mà thành phần này đơn giản là những người sống một cách lương hảo, không có đụng chạm ai, không phiền phức ai, nhưng cũng không làm gì hết. Thì cái tốt nó có nhiều thành phần. Cái tốt nhiều thành phần chúng ta gọi là tịnh hảo. Thì bây giờ khi đề cập đến các tâm tịnh hảo đó, thì hồi nãy chúng tôi có nói rằng hai cái đặc tính vô tham và vô sân nó phải luôn luôn đi chung với nhau. Vô tham tức là một cái tố chất là không làm cho chúng ta bị kẹt, bị nhiễm đắm. Vô sân là một cái tố chất làm cho chúng ta mát mẻ. Có thể một người không có sáng suốt, nhưng mà nói đến thiện thì nó phải có cái sự mát mẻ, cái sự không có dính mắc và sự mát mẻ. Hai cái tố chất này rất là quan trọng. Tôi lấy một ví dụ như là một cái người đi vào đám đông hay đi vào ngôi chùa mà thấy cái gì cũng muốn lấy hết, hay là gặp chuyện gì cũng dễ gây hết, thì người đó phải là người thiện. Ở chùa có một cái chuyện cũng vui. Thật ra thì chúng tôi kể chuyện này hay vui thế là quý vị hàng năm á, có nhiều khi ngày Tết ở chùa có mấy bao lì xì. Lì xì cũng vui hết thứ vị, thường là ở trong có một đồng, rồi có thêm câu Phật cô, có cái pháp cú, nó cũng có gì đáng. Nhưng mà tự đi chùa thường thỉnh một bao lì xì về, gọi là đầu năm lộc Phật, thuộc cái văn hóa vậy mà. Chúng tôi thì ít có lên chánh điện vào dịp Tết lắm, thường là có cái vị thư ký với Phật tử làm việc ở trên chánh điện thôi. Nhưng mà năm nào thì chúng tôi cũng nghe quý vị Phật tử than phiền rằng có một cặp vợ chồng đến, và cặp vợ chồng đó thì lại rất thích tiền lì xì, mà chúng tôi cũng không biết là sao, nhưng mà nghe quý vị kể thôi, đó là đi vào trong chánh điện mà mỗi lần lấy bao lì xì lấy một đống, tức là lấy nhiều bao, nó đem về cho con, cho em, cho bà con này đó. Thì có nhiều khi quý vị phiền, mà Tết nào chúng tôi nghe quý vị nói điều đó, mà ở trong chùa Tết có nhiều người đến, chỉ có một người đó là như vậy thôi. Nhưng mà nó cũng là vấn đề. Có là vấn đề. Và cũng có những người, quý vị, cái tính là hay gây, gặp chuyện gì cũng phiền á. Hãy không đi chùa thôi, mà hãy đi chùa đó thì cứ nghe nó phiền với ông A, phiền với bà B, phiền việc này, phiền việc kia. Thì vì vậy một cái người mà Phật tử, mà mình tạm gọi là Phật tử tốt, Phật tử đáng để khoan khỉ đi chùa đó,
thì Phật tử nên luôn luôn phải hai, có hai cái tính cách là vô tham và vô sân. Dạ. Và tham vô sân này nó luôn luôn đi chung với nhau. Chúng ta phải học thắng pháp về điều này đó, thì chúng ta mới nghiệm thấy được cái chất thiện hay là cái tố chất trong đời sống. Dạ. Và chúng tôi có nói đến một điểm là trong cái khi mà chúng ta gặp đến sáu cái nhân này đó, dài sáu nhân là tham sân si, vô tham, vô sân, vô si, thì thưa quý vị, ở trong đó có cái, có những cái nhân mà nó nổi trội hơn. Thí dụ như là nhân si á, mà nó trở thành vô minh á, thì nó ảnh hưởng lớn đời sống đó. Cái ảnh hưởng của nó là không có đơn giản nha, khi chúng ta nói về cái nhân si. Và đặc biệt là khi mình nói với những cái nhân tốt á, thì cái nhân trí tuệ đó, dạ, nhân vô si đó, nó lại có cái ảnh hưởng cũng rất là đặc biệt mà chúng ta phải thấy. Nhưng mà nhân vô sân thì nó, nếu mà chúng ta phát triển thì nó trở thành gọi là tâm tư. Dạ, và tâm tư, nếu tâm tư vô lượng đó, thì nó trở thành một cái trạng thái của tâm thiền. Dạ. Lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về việc đó. Thì bây giờ thưa quý vị, tất cả tâm tịnh hảo đều có, luôn luôn có hai cái thuộc tánh vô tham và vô sân. Chúng ta phải nhớ như vậy. Hai thuộc tánh này nó nói lên một cái khía cạnh rất ư là quan trọng của cuộc sống, là vô tham vô sân. Một cái người mà tu và muốn cho tâm chúng ta hiền thiện đó, thì chúng ta phải phát triển hai cái thuộc tánh này. Và do vậy tại sao các quốc gia Phật giáo đó thường khuyến khích là ta nên bố thí, thực hành pháp thí, thực hành pháp thí phải là tạo để mà tạo công đức, mà thực hành pháp thí để giảm bớt cái dính mắc, giảm bớt cái tham. Và khi mà mình giảm bớt cái tham thì cái thiện nó mới tăng được. Chúng ta nhớ là ở đâu mà con người tham lam nhiều, giống như là lấy của phi pháp và móc túi hay là tranh giành nhiều quá đó, thì cái xã hội đó nó không có chất thiện. Mà cái xã hội á, mà nó có cái chất thiện đó, thì ví dụ như là một cái cơn động đất xảy ra ở Tendai bên Nhật Bản, mà những cái máy mà ATM lấy tiền đó, nó bung ra bên ngoài, tiền nó bung ra bên ngoài đó. Nhưng mà người Nhật Bản đó, họ được giáo dục thì họ không đi lượm, đi lấy, đi ăn cắp những cái tiền đó. Mặc dù lúc bảo đến quý vị biết tiền ở trong máy nó văng ra bên ngoài, nhưng họ không đi lấy. Cái sự vô tham trong trạng thái đó, đó nó là một cái chất thiện của đời sống. Thành ra khi mà chúng ta muốn cảm nhận cái đời sống thiện thì nó bớt đi cái sự tham lam, và một cách bớt cho tham lam tức là bố thí. Dạ. Chúng ta tương lượng là một người mà buổi sáng thường hay thích cúng dường cho chư tăng, rồi gặp ai có chuyện gì mình chia sẻ và mình không muốn lấy của phi pháp của ai, thì cái điều đó nó hàm dưỡng, nó nuôi cái chất thiện trong lòng của chúng ta, gọi là vô tham. Thì ngoài hai cái vô tham vô sân đó, thì có một cái tố chất khác mà chúng ta gọi là vô si hay là trí tuệ. Thì cái trí tuệ này có khi chúng ta xài và có khi chúng ta không xài. Chúng tôi lấy ví dụ như là buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta pha trà, chúng ta lau cái bàn, chúng ta làm một vài cái thao tác để vào trong thao thoát á, thì nó là công việc sinh hoạt hàng ngày, nó không phải là công việc chúng ta phải động não hay chúng ta phải vận dụng trí tuệ, giống như là chúng ta nghiên cứu cái gì đó hay chúng ta làm việc gì đó. Thì những lúc đó đó, chúng ta làm việc bằng cái tâm tịnh hảo mà ly trí. Cái tịnh hảo ly trí này rất là bình thường. Và cái khó hiểu với nhiều người đó là tại sao lại có những cái tâm duy tác tịnh hảo ly trí. Tức là tâm duy tác tịnh hảo là những của chư vị A-la-hán, kể cả Đức Phật. Mà tại sao có ly trí? Thì cái ly trí ở đây không phải là thiếu trí. Chỉ ly trí là những lúc mà các ngài không có dùng tới trí tuệ. Thí dụ như là nghe có cái tiếng ồn ào ở ngoài kia, Đức Phật ngài hỏi Thục Gia Năng Ta là chuyện gì mà ồn ào vậy? Cái câu hỏi rất là bình thường. Ngài không cần phải nhập, ngài không phải dùng tới thần thông để mà ngài biết. Có nhiều người, nhất là giáo phái Nigantha nghĩ rằng
một cái vị mà toàn tri á, là luôn luôn phải dùng đầu óc á, để quan sát tất cả mọi thứ. Thì thực ra thưa quý vị, chúng tôi nói một cái ví dụ như vậy chúng ta nên hiểu đó, là có những người họ rất là giàu, có nhiều tiền, nhưng mà không phải cái giống gì cũng đem tiền ra xài hết. Hay là quý Phật tử là một người có cái kiến thức về ngành gì đó, không phải lúc nào cũng vận dụng cái kiến thức đó, mà có lúc á, thì không có xài, và không sẽ xài. Chỉ chuyện nó đơn giản quá mà tại sao phải xài tới như vậy chứ? Thành ra chư vị A-la-hán có lúc xài tâm ly trí. Và cái tâm ly trí á, này nó khác với cái tâm si. Tâm si á, là cái tâm vắng mặt của trí tuệ, nhưng mà tâm bị mê mờ. Nhưng mà cái tâm ly trí của một vị A-la-hán á, và không phải là cái tâm bị mê mờ hay là cái tâm thiếu trí, mà cái tâm không có dục trí. Dạ. Ở đây chúng ta nên hiểu rõ cái tâm tịnh thảo ly trí, dù là tâm thiện ly trí, tâm quả ly trí, hay là tâm tịnh thảo ly trí, tâm duy tác ly trí. Và bây giờ thì chúng ta nói đến sáu nhân đối với tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc. Lẽ ra đó thì chúng tôi nói chung luôn tất cả tâm đáo đại, tức là tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc và tâm siêu thế. Nhưng mà nói về các nhân đó, thì đối với tâm thiền hiệp thế nó khác với tâm siêu thế. À, nó khác biệt như vậy là khi trong tất cả các tâm thiền ấy, chúng ta thường nói đến tầm tứ hỷ lạc định. Và ở tâm ngũ thiền thì chúng ta nói xả định, thì cái định đó là chủ vị. Chủ vị, quý vị nhớ rằng thiền dù là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới và các thiền vô sắc đó, thì cái định đó nó là cái chủ. Cho dù vậy thì nó vẫn có cái chất sáng, cái chất của trí tuệ. Và cái chất sáng của trí tuệ này đó, nó tương ứng với một cái tâm trong sáng. Mà mặc dù cái trí tuệ này không phải là trí tuệ suy nghĩ, hay là không phải là trí tuệ xuyên thấu, nhưng mà cái trí tuệ đó là một trí tuệ sáng. Nhiều người hồi chúng tôi còn nhỏ đó, những vị mà tu thiền ở ngoài chùa Thiền Đường Tam Bảo ở ngoài Vũng Tàu, hay chùa Phật Bảo, Nguyên Giới Nghiêm, hay có một cái tranh luận là khi một vị mà đi vào trạng thái thiền thì người đó có biết hay không biết. Thì chúng tôi nhớ có một lần ngồi nghe sư trưởng bàn, người này cũng rất là thú vị. Nhưng mà chúng tôi nói như vậy là tất cả cái tâm thiền đó, nó đều có cái chất vô si ở trong đó. Nó không phải là cái trạng thái mê mờ, mà cái trong và cái sáng của tâm thiền đó, nó phải bao gồm cả ba cái tố chất là vô tham, vô sân, vô si. Tuy nhiên có một điểm khác mà chúng ta phải để ý. Hồi nãy chúng ta nói chữ vô sân đó. Khi một vị mà tu tập đề mục thiền có nhiều cái đề mục, ở trong đó có bốn cái đề mục, vừa là tứ vô lượng tâm, là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô tâm, xả vô lượng tâm. Thì riêng về cái từ vô lượng tâm đó, nó là cái thuộc tính vô sân. Và cái sự vô sân ở đây đó, đối với một người tu tứ vô lượng tâm đó, là nó phát triển rất là cao độ. Dạ, rất là cao độ. Chúng ta sẽ bàn sâu vào việc đó ở trong một trường hợp khác. Nhưng mà ở tại đây là riêng đối với cái tâm thiền hiệp thế đó như vậy. Trong tâm siêu thế, tức là 20-40 tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả đó, thì dĩ nhiên là cũng có cả ba là thuộc tánh vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà trong tâm siêu thế đó thì cái thuộc tánh vô si đó, nó lại đóng vai trò rất là nổi trội. Dạ, nổi trội tại vì vô si là tuệ giác, và tuệ giác ở đây là khả năng thấy được niết bàn. Và riêng trong 20 tâm đạo thì thuộc tính vô si đã trở thành một cái thứ kim can trí mà có khả năng đoạn tận hoặc là giảm thiểu vĩnh viễn đối với các kiết sử. Trong trường hợp vị tu đà hoàn, A-la-hàm, A-la-hán là đoạn tận kiết sử. Trong trường hợp vị tu đà hàm, tức là giảm thiểu dục ái và sân, thì cái vô si hay là trí tuệ ở trong tâm siêu nó lại là một cái thứ trí tuệ đặc biệt. Mà trong Phật giáo Tantric, Phật giáo Bần Tông, thì họ dùng cái chữ gọi là kim cang trí. Kim cang trí giống như là một cái vật thể rất là một cái kim cang trì rất là rắn chắc của kim cương. Kim cương thì rắn chắc, có thể
cắt, có thể cắt đứt cái sự. Nên chi cái vai trò của vô si trong tâm xứ thế đặc biệt lắm. Và nó cũng là một ở trong Bát Chi Đạo, tức là chánh kiến ở trong Bát Chi Đạo. Thưa quý vị, trong cái bài học tới, chúng ta sẽ học về các cái chức năng, các cái chức năng của tâm, 14 cái chức năng. Thì trong cái chức năng này có những cái tâm như là tâm trụ sinh, tâm tiềm thức và tâm mệnh chung đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có đề cập đến là cái tâm trụ sinh và tâm, những cái tâm tiềm thức đó, nó có khi mà nó vô nhân trong trường hợp mà người khổ, người lạc, tức là sanh ra bằng cái tâm chúng ta gọi là tâm quan sát, thọ xả, quả bất thiện hay là quả thiện. Và có những người sanh ra bằng cái tâm quả nhị nhân, thì những người này cũng sanh làm người, cũng làm trời, nhưng mà lại thiếu chất liệu của cái tố chất của trí tuệ vô si, và cuộc sống rất là khác. Và chỉ có những người mà sanh ra với bằng cái tâm tục sinh mà có đủ ba cái tố chất, ba cái nhân là vô tham, vô sân, vô si, thì được xem như là một chúng sanh tương đối là viên mãn về cái tố chất. Dĩ nhiên là bài học này chúng ta không đào sâu về việc đó, nhưng mà chúng ta nên biết được là lúc bây giờ khi nói đến một chúng sanh đó có cái tiềm chất giỏi hay dở, tốt hay không tốt, thì nó liên quan nhiều đến những cái nhân này. Cũng đặc biệt là ba cái nhân tham sân si đó, thì nó chỉ tồn tại ở trong những cái pháp gọi là pháp nhân thôi, nó không tồn tại pháp quả, và nó không tồn tại trong những cái tâm mà làm việc khác ngoài cái công việc động tốc. Tuy nhiên vô tham, vô sân, vô si và những cái tâm không có nhân đó, thì nó lại làm rất nhiều việc, và kể cả việc tục sinh, tiềm thức và mệnh chung. Nó đi vào thế giới rất là rộng lớn. Thì như chúng tôi có đề cập đến một vài lần là khi mà học thắng pháp đó, mỗi một cái bài học chúng ta có khi học đi học lại những điều đã nói qua. Tham sân si không phải là một điều lạ, tham sân si không phải là một điều mới, nhưng mà khi chúng ta học về tâm tham, tâm sân, tâm si, thì chúng ta lần đầu tiên chúng ta nói tới phương diện này rồi, nói tới những thuộc tánh. Thuộc tánh thì chúng ta như thuộc tánh tham, thuộc tánh sân, thuộc si chúng ta nói, và ngày hôm nay học về nhân thì chúng ta trải, nhưng mà rồi còn có nhiều bài học tới sắp tới nó đau đi đó lại. Nhưng mà mỗi một bài học, bốn đề tài như vậy cho chúng ta nhìn những pháp này trong một cái góc cạnh khác nhau, và từ góc cạnh đó chúng ta mới hiểu nhiều hơn. Bởi vì khi mà học thắng pháp á, mình không phải chỉ học đơn thuần là chữ nghĩa, mà chúng ta còn học vào pháp. Và khi học vào pháp á, không phải chỉ học một phương diện hay là một cái giai đoạn, một phần của giáo trình mà học pháp. Cái đặc biệt của thắng pháp, thưa quý vị, tại sao mà cái người học thắng pháp học lâu á khác với cái người mà nghiên cứu bình thường. Ví dụ một cái người nghiên cứu bình thường, nghiên cứu kinh tạng, quý vị lật trường bộ kinh, kinh Khởi Thế Nhân Bổn ra, mình đọc xong rồi ai hỏi mình có đọc bài kinh đó, nhà có rồi, và Khởi Thế Nhân Bổn học như vậy, thậm chí có thể nói lại nữa. Nhưng mà riêng đối với thắng pháp đó, thì có những đề tài mình không phải học một lần được, nó phải là cái chuyện mà mình trở đi trở lại, lặp đi lặp lại cũng đề tài đó, cũng đề tài về tham, về sân, về si. Nhưng khi học về tâm, về thuộc tánh, về nhân, rồi sau này chúng ta học về bất thiện, tương ưng, hay là học về duyên, vân vân, thì chúng ta sẽ nhìn nó từ nhiều góc cạnh khác nhau. Những góc cạnh này cho chúng ta hiểu thêm về vấn đề mà chúng ta đang bàn đến. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong cái bài học liên quan đến sáu cái khía cạnh quan trọng của tâm thức, mà sáu nhân
là cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta đề cập ở tại đây. Bây giờ thì xin được kết thúc bài nói chuyện về sáu nhân ở tại đây. Tiếp theo thì kính thỉnh Thượng tọa Từ Siêu để Thượng tọa giảng vào phần thứ hai của bài học. Xin được hỏi là không biết Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuệ Siêu nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ bắt đầu. Dạ, kính cung kính Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Khi nãy Thượng tọa Giáo Đẳng nói sư huynh giảng phần 2, tiếp theo là phần 2 nào? Ở trong bài chúng ta đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến sáu nhân tương ưng tức là có ba nhân thiện và ba nhân bất thiện, nhưng mà ba nhân thiện vô tham vô sân si thì ở trong bộ sông đối với bát cá, bộ thứ sáu của tạng vi diệu pháp, khi đề cập đến bù lát và mặt căn tức là căn sông, thì đề cập đến chín căn danh. Chữ căn mô la cá ở đây đó, nó đồng nghĩa với nhân tương ưng. Và ở đây chúng ta nói đến sáu nhân tương ưng, tức là sáu căn mô la cá. Nhưng mà ở trong căn sông đó, thì đề cập đến chính là bởi vì tham sân si thì nó chỉ là cái tính bất thiện thôi, nhưng vô tham sân si thì nó có hai chạch tí, tức là cái tính của sa lắc chạch tí là tính thiện, và áp gia cách tác chạch tí tức là tính vô ký nữa, tính vô ký đây tức là tình hảo, tâm tố tình hảo hay là tâm quả tình hảo. Do đó ở trong bộ giáo bất cá khi đề cập đến căn tham căn sân căn si, căn vô tham vô sân căn thiện vô tham vô sân si và căn vô ký vô tham vô sân si, cho nên có tất cả là chín căn danh. Về điểm này chúng ta cũng nên chú ý. Rồi một phần nữa thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến ba căn bất thiện, ba căn tình hảo, thì chúng ta phải biết rõ mỗi một nhân nó tương ứng với những tâm nào.
tâm tham hay nhân tham thì nó chỉ tương ứng với 8 tâm tham thôi. Nhân sân tương ứng với 2 tâm sân thôi. Mà nhân si á, thì nó lại tương ứng đủ cả 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Còn nhân vô tham vô sân thì nó tương ứng cả 91 tâm tịnh hảo, trong đó có 37 tâm thiện. Tâm quả tịnh hảo, và 17 cái tâm tố tịnh hảo. Và dân vô tham vô sân vì nó luôn luôn đi song song, đồng sanh với nhau, cặp kè với nhau. Cho nên hễ dân vô tham tương ứng với 91 tâm tịnh hảo thì nhân vô sân cũng là tương ứng với 91 tâm tịnh hảo. Riêng về nhân vô si, vô si tức là sở tuệ quyền, tâm sở tuệ quyền bao nhiên đi giác chê tay sư cá, thì nhân vô si này nó lại tương ứng với 79 tâm tịnh hảo hợp trí nhà ná sang giữa ta. Trong đó có 12 tâm tịnh hảo hợp trí, dục giới hợp trí. 12 tâm tịnh hảo dục giới hợp trí. 4 thiện hợp trí. 4 đại quả hợp trí và 4 đại tối hợp trí. Hai mươi bảy tâm đấu đại tức là 15 tâm sắc giới và 15 và 12 tâm vô sắc giới đều có nhân vô si, tức là có tâm sở trí tuệ tương ưng. 40 tâm siêu thế vương vị luôn luôn phải có trí tuệ, và trí tuệ ở trong tâm thiền định, cái trí tuệ đó nó chỉ có mặt để nó làm cho cái tâm thiền sáng suốt, chứ ở đây không phải trí tuệ trong đó, cái sự suy tư. Còn cái vô si, nhân vô si mà ở trong cái tâm siêu thế thì nó đóng cái vai trò là chi đạo chính kiến, là cái phân sự của chánh kiến, là để sát trừ phiền não, liên hệ tà kiến. Khi mà chánh kiến ở trong chi đạo siêu thế có mặt thì tà kiến và những tương ưng tà kiến nó bị đoạn diệt, bị mất đi. Đó là chúng ta nói về 6 cái tâm, 6 cái nhân tương ưng mà nó phối hợp trong tâm. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói tâm nhiếp 6 nhân thì ở đây
Ngài tịnh sự, Ngài xếp đặt từ cái tâm nhất nhân, tâm nhị nhân, tâm tam nhân. Chúng ta học theo cách đó để cho chúng ta nhớ. Mười tám tâm vô nhân thì chúng ta không kể rồi, thì nó còn lại 103 tâm á. 103 tâm ý thức giới, 13 tâm, 103 tâm ý thức giới này thì nó được gọi là tâm hữu nhân Sahitoka. Đó là hữu nhân, nhưng mà chúng ta phải biết có những tâm hữu nhất nhân, hữu nhị nhân, hữu tam nhân. Tâm hữu nhất nhân tức là tâm mà chỉ có một nhân tương ưng thôi, tức là hai tâm si. Hai tâm si chỉ có một nhân tương ưng, tức là nhân si. Còn tâm nhị nhân đó thì có 22 tâm. Tám tâm tham thì nó có hai nhân là nhân tham và nhân si. Tám tâm sân thì có hai nhân, nhân sân và nhân si. 12 tâm dục giới tình hảo ly trí thì nó chỉ có hai nhân là vô tham và vô sân. Và cái tâm tam nhân đó là chỉ cho 79 tâm tương ưng trí, 79 tâm tương trí hay là hợp trí, 79 tâm hợp trí là tam nhân. Như vậy thì tâm bất thiện có nhất nhân và có tâm nhị nhân. Còn tâm tịnh hảo thì có nhị nhân và tam nhân. Tâm bất thiện có nhất nhân, có nhị nhân, nhưng mà không có tâm bất thiện nào tam nhân hết. Bởi vì tham sân là hai cái trạng thái nó có đặc tính tương phản, hai cái loại nhân có đặc tính tương phản. Trong khi đó cái tâm tịnh hảo thì nó có nhị nhân tam nhân, nhưng mà tuyệt đối là không có nhất nhân. Là bởi vì nếu vắng mặt, nếu vắng mặt trí tuệ là tâm ly trí thì nó cũng còn nhị nhân, bởi vì vô tham vô sân là nó đi song song đồng loạt với nhau. Hễ có cái này thì phải có cái kia, cho nên tối thiểu cũng là nhị nhân, nhiều là tam nhân. Vô tham vô sân vô si. Nhưng mà tuyệt nhiên là không có nhất nhân, là bởi vì trí tuệ không thể, vô si không thể đi riêng một mình được. Si có thể đi riêng một mình được, độc lập trong một tâm, tâm si. Nhưng mà vô si hay trí tuệ thì không có thể đi độc lập được, mà nó phải có mặt những vô tham vô sân. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị thêm, chia sẻ thêm cho quý vị về cái bài học ngày hôm nay, là nói về nhân tương ưng
Ở đây đó, như chúng tôi đã nói khi nãy, là cái chữ nhân hệ túc này là chúng ta phải hiểu đó chỉ cho Samyutta hệ túc. Samyutta hệ túc là nhân tương ưng, chớ riêng về cái chữ nhân hệ túc thì xài có nhiều trường hợp. Uppatti hệ túc tức là nhân sanh, tức là điều kiện làm cho khởi sanh lên, như là ánh sáng, cảnh sắc, con mắt, cái sự tác ý là điều kiện để phát sanh lên nhận thức, cái đó chúng ta gọi là nhân sanh. Còn Uttama hệ túc tức là trí thượng nhân đó, là chỉ cho nhân quả báo. Chúng ta nói luật nhân quả thì chữ hê tú lúc đó là để chỉ cho nghiệp, Uttama hê tú. Còn Sadharana hê tú là biến hành nhân đó, để chỉ cho nhân này, do cái này, do nhân này có mặt nên cái quả kia có mặt, do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, do danh sắc có lục dục, do lục dục có xúc thọ ái thủ hữu vô vân. Thì như vậy cái chữ hệ tú trong trường hợp này được gọi là Sadharana hệ tú. Cho nên khi mà chúng ta học về cái pháp, cái khía cạnh thứ hai của tâm thức là chỉ cho nhân, chúng ta trình bày Thượng Tọa Giác Đẳng cũng đã giảng giải cho quý vị ý nghĩa rộng rãi về sáu nhân. Chúng ta chỉ xin chia sẻ thêm cho quý vị một vài vấn đề nó liên quan đến khía cạnh nhân, yếu hiệp, hệ túc, sangha ở trong sáu cái sangha này. Bây giờ thì chúng ta đã thấy có câu thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại để điều họp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, kính trình Thượng Tọa Thầy Siêu. Thưa quý Phật tử, hôm nay là một bài học mà chúng ta cũng có rất nhiều điều để thảo luận. Xin Thượng Tọa Thầy Siêu Quan Hỷ giải thích là tại sao mà ở trong những cái tâm về tâm tục sinh, hộ kiếp, tử, hay là chúng ta nói là tâm tục sinh, tiềm thức và mệnh chung đó, thì nó lại có được nhân vô tham vô sân trong trường hợp người dị nhân, hay là vô tham vô sân vô si trong người tam nhân. Nhưng mà ba cái nhân tham sân si thì không bao giờ có ở trong các cái tâm tục sinh và tâm tiềm thức và tâm tử. Xin Thọ Quang Hỷ giải về điểm này, kính thỉnh Trường Tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Thượng Tôn Đức, kính thưa quý vị, trước hết chúng ta bắt đầu từ chỗ cái pháp gọi là hệ tú thamma thamma, pháp dị thục nhân, và cái pháp vipaka thamma, pháp dị thục quả. Vipaka thamma thamma là pháp dị thục nhân, đề có vipaka đa vipaka thamma thamma là pháp phi quả phi nhân. Chúng ta bắt đầu từ đó. Thì ở đây đó,
cái pháp vị thực nhân đó, như là nhân bất thiện, như là tâm bất thiện, tâm thiện, thì tâm thiện nó có ba nhân tương ưng là vô tha, vô sân, vô si. Tâm bất thiện thì nó có tham sân si. Nhưng mà khi nó cho quả đó, khi mà nó trổ quả, nó tác thành quả dị thục, thì quả dị thục của bất thiện đó thì lại là vô nhân. Nếu mà quả dị thục bất thiện mà hữu nhân nữa là chúng ta chết, nó hành hạ cho chúng ta chết. Ý là quả bất thiện nó là vô nhân, mà chúng ta bị quả chúng ta cũng khổ, chúng ta bị khổ hoàng hoại rồi. Mà nếu mà nó hữu nhân cái nữa là chúng ta chết. Cho nên ở đây quả bất thiện bao giờ cũng là, cũng là nhân. Mà trong quả bất thiện đó có cái tâm gọi là tâm quan sát Santiranacitta. Cái tâm quan sát quả bất thiện đó nó lại là cái quả thức làm cái công việc mà mai này chúng ta sẽ học về chức năng của tâm, hay là phận sự của tâm, gọi là tinh chá, 14 cái tinh chá đó. Thì chúng ta biết cái tâm quan sát quả bất thiện đó thì nó làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử cho chúng sanh ở dưới cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và vì rằng lúc mà tạo nghiệp đó, tạo nghiệp bất thiện thì có nhân tham, nhân sân, nhân si. Nhưng mà khi tạo ra quả dị thục thiện thì quả dị thục đó là vô nhân, vô tham, nó không có tham, không có sắc, không có ba nhân bất thiện tương ưng. Lý do là những cái tâm này là những cái tâm cơ năng, nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiền thức quả bất thiện, tân thức quả bất thiện, tiếp thâu quả bất thiện, quan sát quả bất thiện, nó chỉ là tâm cơ năng thôi. Nó chỉ duy nhất có một cái tâm quan sát quả bất thiện đó là cái tâm làm việc tục sinh, tiềm thức và mệnh trung, tức là tâm tục sinh, hồn kiếp và tử. Còn bây giờ chúng ta nói tại sao có cái loại tâm tục sinh, hậu kiếp và tử, có thể có ba nhân vô tham sân si. Thì ở đây thưa quý vị, bởi vì cái pháp thiện nó là nhân tạo ra quả dị thục. Trong cái quả dị thục nó có hai loại quả, là quả vô nhân và quả hữu nhân. Cái tâm thiện dục giới đó, nó cho quả vô nhân, như là nhãn thức quả thiện, nhĩ thức quả thiện, tỷ thức quả thiện, thiện thức quả thiện, thân thức quả thiện, tiếp thông quả thiện, tâm quan sát quả thiện, thọ hỷ, tâm quan sát quả thiện, thọ xả. Thì cái tâm quan sát Santiranacitta, tâm quan sát quả thiện, thọ xả đó, nó là vì tụng sinh hồn kiếp về tử. Tâm này nó cũng không có nhân vô tham vô sân si, cũng không có nhân vô tham vô sân si. Tâm quan sát này nó cũng vô nhân, như là cái tâm quan sát quả bất thiện vậy. Còn cái loại quả thứ hai của cái tâm thiện thành tựu, loại quả đó được gọi là quả hữu nhân sa hê tu cá nguy ba cá. Thì vì rằng đó là quả hữu nhân, là quả dị thục của cái tâm thiện
tịnh, tâm thiện là tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo thì có vô tham vô sân vô si, do đó cho nên nó cho cái, nó tạo ra cái tâm quả hữu nhân cũng có vô tham vô sân vô si. Nếu tâm bất thiện mà nó có tạo ra được cái loại quả hữu nhân á, thì cái tâm quả hữu nhân bất thiện đó, tâm quả bất thiện hữu nhân đó, bất thiện đó cũng sẽ có tham sân si. Đằng này nó chỉ có một khía cạnh, có một cái phạm trù, tức là cái tâm quả bất thiện vô nhân mà thôi, chỉ có vô nhân a hay tu cát chứ không có hữu nhân. Còn cái tâm tục sinh hồi kiếp và tử mà thuộc về quả của thiện hiệp thế đó, thì nó có vô tham sân si, bởi vì nhân nào quả đó. Thể nhân có vô tham vô sân si thì quả cũng có thể có vô tham vô sân si. Đó là chúng ta nói trên phương diện lý pháp. Còn nếu mà chúng ta nói theo cái ý nghĩa đó, thì ở đây thưa quý vị, cái tâm thiện cái này thì nó nói ra móc ra nó hơi dài giọng chút xíu, nhưng mà quý vị cũng cố gắng nghe dùm, nhưng mà cũng có lợi cho quý vị đó. Trong một đoạn kinh có nói rằng đối với pháp bất thiện thì đối với pháp bất thiện thì nó sẽ tạo ra cái quả luân hồi không biết cho đến lúc nào mà dừng lại, không có điểm kết thúc. Còn quả thiện, còn tâm thiện thì nó sẽ tạo ra quả luân hồi, nhưng mà dần 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 nó sẽ làm cho kết thúc cái cuộc luân hồi. Đặc biệt vậy đó thưa quý vị. Cũng giống như cỏ dại đó, ba thứ cỏ dại thì không ai trồng hết đó. Nhưng mà cái mảnh đất ở chỗ đó, từ năm này qua tháng nọ, từ đời này sang đời khác, hễ có cái đất trống thì có cỏ nó mọc lên. Nhưng mà trong khi đó, đó lúa người ta phải gieo trồng ở dưới ruộng, ở dưới đất. Khi mà nó trổ bông lúa rồi và lúa chín rồi thì cái bụi lúa đó nó bị khô, nó bị gãy nha, nếu người ta không cắt gặt để người ta đem vào làm gạo thì như vậy nó gãy nha. Nhưng mà khi gãy ngang rồi đó thì nó trơ ra, đó là cái gốc rạ, nó sẽ khô, nó sẽ chết đi. Cũng như thế nào thì ở đây cái pháp thiện đó thì dần dần nó sẽ làm khô kiệt phiền não và đạt đến cái sự tái sanh, đạt đến cái sự giải thoát khỏi luân hồi. Thì bây giờ chính vì chỗ nó có cái đặc tính, nó có trạng thái tốt đẹp như vậy, do đó cho nên quả của pháp thiện thì phần nào nó là một phần vô nhân, nhưng một phần khác là hữu nhân. Và quả thiện mà hữu nhân đó thì nó lại là hữu nhân vô tham vô sân vô si. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu, cần phải giới được. Quý vị có biết rằng cái tâm quả
tâm quả thiện mà hữu nhân, nó rất là quan trọng. Người mà tục sinh bằng cái tâm quả hữu nhân, hữu tam nhân, tức là có trí tuệ đó, thì cái trí tuệ bẩm sinh, cái này gọi là trí tuệ bẩm sinh cha tí bà nhà. Và ở trong một bài kệ mà Đức Phật Ngài dạy cho vị chư thiên hỏi Đức Phật nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược, con hỏi Bồ Tát ai thoát được triền này, thì Đức Phật đã trả lời rằng Sapanyo Sile Patithai, Chitang Phawaye Panyangyat, người có trí trú giới tu tập tâm và tuệ, diệt tâm và thận trọng, Atapi Nipaku, tỷ kheo ấy thoát triền đi về cô phi cú su chỉ tăng mới chạy về. Thì ở đây thưa quý vị, cái chữ Sapanyo mà ngài Phật Thích Ca Xá trong Thanh Tịnh Đạo ngài giải thích đó, thì chữ Sapanyo này là chỉ cho người mà tục sinh bằng cái tâm quả tam nhân, tức là có vô tham vô sân vô si, thì người đó ngay trong hiện tại đó, họ trú giới tu tập định và tu tập tuệ, tuệ quán, tu tập tâm, ở đây là tăng thượng tâm, thì họ trú giới tu tập định và tuệ một cách sáng suốt và nhiệt tâm thì sẽ thoát triền, tức là sẽ thoát khỏi cái sự dây leo, tức là khỏi cái sự ràng buộc của phiền não. Thì ở đây chúng ta thấy rõ, nếu như mà cái tâm tục sinh đó, cái tâm tục sinh hồi kiếp và tử, mà tâm đó nó có vô tham vô sân vô si, thì nó có lợi cho chúng ta, nó sẽ đưa đến cái sự tu tập, người đó có khả năng đắc được đạo quả. Nhưng nếu như mà quả bất thiện mà có tham sân si nữa là chúng ta ngóc đầu không lên, thưa quý vị, chúng ta ngóc đầu không lên rồi. Bởi tham sân si, nhân tham sân si ở trong quả bất thiện nếu có, thời nó sẽ cột buộc và nhận chìm chúng ta ngóc đầu không lên. Ý là quả bất thiện nó là vô nhân đó, nghĩa là nó không có một cái sợi dây mơ rễ má nào, không có cái sự ràng buộc trói buộc nào. Vậy mà chúng ta muốn thoát khỏi cái cảnh luân hồi trong bốn đời ác đạo cũng không phải là chuyện dễ, thưa quý vị, đừng nói chi. Cho nên khi mà cái tâm quả tục sinh đó mà nó hữu nhân á, là nó có cái sức mạnh hữu nhân á, vô tâm sân si nó lại là đưa đến cái khả năng tốt cho chúng ta. Người mà tục sinh bằng cái tâm quả tam nhân, tức là có vô tham vô sân vô si, nghĩa là có trí tuệ đó, đi kèm với vô tham sân, thì người đó gọi là Sapanyo, tức là bậc có trí, người có trí thì làm được việc lắm, tu tập được việc lắm. Còn nếu như mà quả bất thiện mà nó có nhân vô tham, nhân tham nhân sân nhân si, thì chẳng những không phải là làm được việc mà là nó làm tai hại hơn, tác hại hơn. Chính vì chỗ đó nó không có. Thì đây là điều mà chúng tôi xin được giải thích. Hơi dùng dài chút xíu nhưng mà nói cho hết ý. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với
phần điều học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng tọa Tế Siêu. Cái cách mà Thượng tọa Tế Siêu trả lời cho bài học này đó, thưa quý vị, làm chúng tôi nhớ đến ngày tình sự. Hồi xưa khi chúng tôi đi học Hoàng Hạnh thì khi học chung với Thượng tọa Tế Siêu thì chúng tôi Thượng tọa Tế Siêu ở chùa Từ Quan. Nhưng mà rồi sau đó thì Thượng tọa Tế Siêu về Vĩnh Long thì chúng tôi lại phải qua ở chùa ngày tình sự. Khi ở ngày tình sự cũng có nhiều cái kỷ niệm vui lắm. Đã. Nhưng mà điều mà Thượng tọa Tế Siêu nói ngày hôm nay là cũng là một cái kỷ niệm mà chúng tôi nhớ. Chúng tôi có đặt một câu hỏi với ngài tự sự tương tự như vậy. Chúng tôi hỏi ngài là bạch ngài, tại sao mà ở trong những cái tâm quả mà tục sinh lại có thể có được ba nhân là vô tham, vô sân, vô si, đó là người tam nhân hay ít nhất người dị nhân, nhưng mà ở trong quả tục sinh bất thiện đó, là quả bất thiện tục sinh đó, thì nó lại không bao giờ có ba cái nhân là tham sân si. Ngài tự sự trả lời giống như Thượng tọa Tế Siêu, nhưng mà cái cách nói của ngài nghe nó cũng rất là thú vị. Nếu vì nào mà ở gần tự sự ngài nói như vậy, thú vị, chúng tôi lặp lại câu ngài nhưng chúng tôi không nói được cái giọng của ngài. Ngài nói chàng ơi, ngài nói chàng ơi, người ta giàu ta có tiền á, người ta hạnh phúc rồi, nhưng mà khi mình nghèo á thì bằng nghĩa là không có đồng nào cũng đã đủ chết rồi, chứ đâu cũng đủ nghèo rồi, chứ đâu phải cần đấy đi thiếu nợ mới là nghèo. Tức là chỉ cần không có tiền là đủ nghèo rồi, chứ không cần phải là nợ đồ này đồ kia mới gọi là nghèo. Nhưng mà ngài dùng cái chữ chàng ơi làm chúng tôi nhớ cái cách Thượng tọa Tế Siêu trả lời. Vì thứ gì ví dụ như chúng ta nói nó mang cái đối lập á, trong thời tiết chẳng hạn, trong cái nhiệt độ á, mình nói là cộng 10 độ hay cộng 10 độ, thì khi mà chúng ta nói ngược lại đó là lạnh đó là chỉ cần 0 độ thôi, chứ không nhất thiết là phải trừ 0 độ, phải trừ 0 độ mới là lạnh, đã 0 độ thì lạnh rồi chứ không cần phải trừ. Thì khi mà mình có tiền á gọi là giàu, mà mình không có tiền á thì là đủ nghèo, chứ không cần phải thiếu nợ mới là nghèo. Thật ra ngài mới nói chàng ơi, đâu có cần phải thiếu nợ mới là nghèo, không có tiền là đủ nghèo. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước sang câu thảo luận số 2. Bạch Thượng tọa Tế Siêu, Thượng tọa có nghe được không vậy? Nếu Thượng tọa Tế Siêu nghe được, xin Thượng tọa khoa kỹ trả lời cho câu thảo luận số 2 là khi mình nói đến tâm thiền, thiền sắc giới và thiền vô sắc á, thì mình nói là cái chủ yếu là định thôi, định là một cái sự an trú tâm trên đề mục thôi. Như vậy thì thí dụ một cái người bình thường họ đó, ủa mình chỉ định về mà mắc mớ gì mà lại dùng tới trí tuệ, và tại sao trong tâm thiền nó không ly trí mà tâm thiền luôn luôn có trí tuệ, thì trí tuệ đóng vai trò gì trong đó? Xin kính thỉnh Thượng tọa Hoa Kỳ giải thích về việc này. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ba nhân tương ưng mà thụ tình hảo là nó cũng bổ sung, nó trợ duy với nhau tạo thành cái sức mạnh. Cái tâm sở trí tuệ đó, tức là vô si, khi mà nó phối hợp với cái tâm thiền, cái tâm tình hảo dục giới đó, thì nó đóng cái vai trò khác, nó có cái chức năng, cái công việc nó khác. Mà ở trong tâm siêu thế thì nó có lại có cái nhiệm vụ khác. Cái nhiệm vụ nó là thành chi đạo để sắc trừ phiền não, nó cũng mạnh lắm. Nhưng mà cái chức năng của trí tuệ mà nó hợp ở trong cái tâm thiền thì không phải là để nó sắc trừ phiền não hay chi, nhưng mà
có nó trợ lực cho, trợ lực cho, cho các cái chi thì nhất là định được vững chắc. Chúng ta nói cách khác như thế này, cái nhà khi mà trời sập tối thì cần phải thắp đèn hay là bật đèn điện lên cho nó sáng. Thì lúc đó ánh sáng nó có cái nhiệm vụ là xua tan bóng tối. Nhưng mà rồi khi mà mình cất một cái nhà mà khéo bố trí cửa nẻo, bước vào trong căn nhà nó được sáng sủa, thì người ta bước vào trong nhà người ta cảm thấy nó mát mẻ, cảm thấy thư thái. Người ta nói cái nhà đẹp, hỏi sao đẹp đó, nhà này sáng sủa thông thoáng. Thì chúng ta mới suy nghĩ, chúng ta nói sáng là do nhờ đèn, mà cái ánh sáng đó là để xua tan bóng tối, chứ đâu phải ánh sáng là để làm cho đẹp đâu. Chúng ta nói vậy là chúng ta chưa biết, chưa biết về cái kỹ thuật, cái kiến trúc xây dựng. Trong cái ngành xây dựng á, là hễ một cái nhà, kiến trúc một cái nhà mà ở trong văn phòng, từ phòng ăn cho đến phòng ngủ, phòng khách, nó được ánh sáng, nó được sáng, thì như vậy cái nhà đó xem như là cái nhà có giá trị, nhà đẹp. Thì cũng như thế, ở tâm thiền mà nó thiếu trí tuệ đó thì nó là tối. Mà hễ tâm thiền mà không có tương trí thì cái tâm thiền đó nó không phải là một cái tâm thiền có sức mạnh nữa. Thì do đó cho nên trí tuệ mà nó phối hợp ở trong tâm thiền là cái nhiệm vụ, là nó tăng sức mạnh, nó củng cố sức mạnh cho cái tâm định, nó củng cố sức mạnh cho tâm định. Bởi vì định, cái chi thiền mà thuộc về tầm tứ thân giải, tầm tứ hỷ lạc định đó thưa quý vị Ekakata, mà có cái trí tuệ nó làm cho sáng, nó làm cho sáng thiệt. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu cái tâm thiền mà có trí tuệ thì cũng giống như một cái căn phòng mà chúng ta xây dựng, nó chắc chắn, không phải chỉ có chắc chắn được đâu, mà chúng ta cần phải có cái sự thông thoáng và ánh sáng nữa. Thì như vậy cái nhà đó mới thực sự là kiến trúc đẹp. Nó cũng giống thế. Còn cái trường hợp mà trên bàn làm việc ở đâu mà có cái bóng đèn, có cái ngọn đèn thắp sáng, là để khi mà đọc sách mà không thấy đường, không thấy chữ, người ta bật đèn sáng lên để làm việc cho nó rõ ràng. Cái trường hợp là khác nữa thưa quý vị. Cho nên cái pháp mà gọi là duy hệ thì nó có hai trường hợp. Một là chanakasati, tức là trợ sanh, và hai là upathamphakasati, là ủng hộ. Nó ủng hộ cho mạnh lên. Thì trong trường hợp này cái chi, cái nhân vô si thì nó hợp với tâm dục giới tịnh hảo và hợp tâm siêu thế đó, là để nó làm việc, nó có sức mạnh đoạn trừ được bóng đêm, được bóng tối vô minh, nó phá tan cái bóng tối vô minh để soi sáng, tức là có sự hiểu biết
Nhưng mà cái nhân vô si, tức là sở trí tuệ có ở trong cái tâm thì sắc giới, thì vô sắc giới, là để nó trợ lực cho cái tâm định được mạnh mẽ. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2 của Thượng Tọa Đảng Đều Nam Mô Thầy. Sao? Kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu, bây giờ thì xin được hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu câu sau cùng rồi để Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, chúng ta nói về sáu nhân đó, nó là gì rất là vĩ mô. Nhưng mà bây giờ đó, thì chúng ta chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, phải chăng rằng có những cái lối sống mà từ cái lối sống này những cái nhân vô tham, vô sân, vô si thường sanh khởi và tồn tại, có đúng như vậy không? Tại vì đôi khi chúng ta nghĩ cái gì vĩ mô là cái gì mà hầu như là mình không thể chen vào được. Nhưng mà thì có thể nói thêm rằng nếu mà chúng ta muốn có những cái tố chất tốt trong đời sống như là vô tham, vô sân, vô si á, thì có những lối sống nó khiến cho những tố chất đó sanh khởi và tồn tại không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan nghỉ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, sau khi chúng ta biết được những cái tố chất vô tham, vô sân, vô si, nó là nhân tịnh hảo, nó tạo nên một cái sức mạnh tốt đẹp cho tâm tịnh hảo, là tâm thiện v.v. Thì dựa vào trong đó chúng ta vẫn có những cái lối sống mà khiến cho các ba cái tố chất này đã sanh khởi và tồn tại như thế nào. Ở đây thưa quý vị, thứ nhất, một người có cái tâm nhân từ, có cái tâm rộng rãi, hoan hỷ trong cái sự chia sẻ cho người khác, tức là bố thí. Chúng ta dùng tiếng bố thí thì nó nặng nề, nhưng mà xài chữ bố thí theo nghĩa từ Phật học thì có nghĩa là một cái sự san sẻ, một cái sự ban bố. Mà khi một người có cái sự san sẻ, ban bố rộng rãi, không có keo kiết bỏng xẻn, sống như vậy nó quen đi, thì nó khiến cho cái tố chất vô tham nó thường sanh khởi và tồn tại. Thứ hai là một người hằng tu tập an trú với cái tâm từ, mát mẻ, không hận không sân, mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui, mong cho tất cả chúng sanh đừng có nạn khổ thân tâm, khi mà tu tập tâm từ nhiều như vậy thì lâu dần cái lối sống đó khiến cho cái tố chất vô sân nó thường sinh khởi và tồn tại. Nghĩa là người này do ăn trú tâm từ nhiều cho nên tâm họ mát, mát mẻ, rồi cái tố chất vô sân nó thường có mặt. Còn một cái lối sống khác nữa, cái lối sống thứ ba đó, là một người thích học hỏi,
cái pháp chân chính. Cái pháp chân chính là cái pháp của Bậc Thánh, pháp của Đức Phật. Thích học hỏi, thích đàm luận về Phật Pháp, thích nghe Pháp, thích đàm luận về Phật Pháp, và thường xuyên suy nghĩ về, về Pháp, về chánh Pháp. Lâu dần thì cái tố chất vô si, tức là cái trí tuệ người đó, nó lại được khơi lên, giống như là khơi ngọn đèn, khơi ngọn đèn làm cho nó sáng. Thì như vậy nó sẽ, chúng ta sẽ an trú được. Như vậy thì bố thí, cái hạnh sống bố thí, cái cách sống bố thí sẽ làm cho vô tham, cái tố chất vô tham nó sinh khởi và nó tồn tại. Cái sự an trú lụng từ nó sẽ làm cho cái tố chất vô sân sinh khởi và tồn tại. Cái sự học hỏi đàm luận về Phật Pháp nó sẽ làm cho cái tố chất vô si, tức là trí tuệ sinh khởi và tồn tại. Một khía cạnh khác, một người thường xuyên sống quán vô thường, đoạn trừ được tham, hả, đoạn trừ được tham thì tố chất vô tham nó sinh khởi. Một người sống quán khổ não, quán khổ thì đoạn trừ được sân, thì cái tố chất vô sân nó thường có mặt. Một người tu tập thường xuyên quán pháp vô ngã thì nó sẽ làm cho đoạn trừ si mê, đoạn trừ si mê. Và do đó cho nên trí tuệ, tức là vô si, nó sanh khởi và tồn tại. Đó là cái cách mà chúng ta pháp quán. Chúng ta có hai, chúng ta có hai khía cạnh nha. Quý vị nhớ hai khía cạnh. Tôi nói khía cạnh trước, bố thí tâm từ và học hỏi Phật Pháp. Đó là khía cạnh ở bên ngoài. Còn bây giờ chúng ta trị liệu ở bên trong đó, chúng ta củng cố bên trong là chúng ta quán vô thường, khổ não, vô ngã. Cũng hay lắm thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Và rất là tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng hôm nay cho sư huynh được nghỉ sớm 30 phút. Bây giờ thỉnh sư đệ trở lại điều học để đúc kết bài học. Sao chú thiệt sư huynh. Cái là chính phủ Mỹ là cho sư huynh nghỉ sớm chứ không phải là sư đệ. Thầy còn đổi giờ. Bây giờ thì chúng ta cũng hết giờ rồi. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ muốn nhắc một chuyện rất là đơn giản là đôi khi trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta hãy đặt nặng về vấn đề hơn thua. Ví dụ hận thù người này, trách móc người kia. Nhưng mà chúng ta không có hiểu được một điểm là khi mà mình giữ cái tâm hận thù, trách móc như vậy đó, thì những cái chất như là tham, sân, si, nhất là sân, si đó, nó tồn tại và nó ngự trị trong chúng ta. Và cái người mà khổ đó, là chúng ta chứ không phải ai khác. Chúng ta nhớ như vậy là cái chất liệu mà hận thù, sân, si đó là những cái chất độc, nó là những cái độc tố. Dạ, độc tố nó làm hại chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta sống với cái tâm nhẹ nhàng, ít hận thù, không có nghĩ đến cái chuyện mà giận người này, phiền người kia thôi, thì những cái tố chất như là vô tham, vô sân, si sinh khởi. Thật ra nhiều lúc mình nên nói rằng Đức Phật nên nói rằng mình giận như vậy thì có lợi gì, có lợi ích gì để mình nghĩ rằng
người ta làm hại mình, người ta đánh tôi, người ta mắng, người ta chửi tôi, mình nghĩ như vậy có lợi gì? Rốt cuộc thì mình là khổ mình thôi. Và khi mà mình hiểu về chuyện này đó, là mình hiểu rõ ràng là với cái tâm mà có nhiều cái phiền não như vậy đó, thì chúng ta đang đem những cái độc tố, đang khiến cho những độc tố sanh khởi. Thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Biết Đắc Không. Chị Kiên Chư Tôn Đức đã vào Room để giảng giải, đánh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Thầy ạ, sa thứ lần thầy. Con là nhân việc thầy mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thành tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý ớp điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất bị mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc và sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường đồng chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, tập thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Hải Giác.
Nguyện đem thân thánh